anh ba, giúp mình làm gì anh ba? Chính Giê-xu. Có chính Giê-xu. Tám xe ôm. Có tám xe ôm. Đứng lên được kìa. Chỗ hai người hốt, hốt đồ. Chị hai, trời đất ơi, sao mà ngồi buồn sơ, buồn sát, buồn nát đồng tiền vậy chị hai? Mời anh ngồi đó đi. Tôi ngồi chị... đây cũng được nè. Bà chị kêu tôi qua này chở chị đi đâu? Thì khoan đã, cái chuyện chở đi, từ từ. Tôi kêu anh qua đây chủ yếu là tôi muốn tâm sự với anh. Tôi khổ quá, tôi buồn quá anh. Mà buồn cái gì? Con Mai. Mai nó bị gì? Bị gì nó bỏ đi rồi. Bỏ đi cho nó đi. Ây trời, ủa cha, nó đi đâu? Cái chuyện á là như vậy nè. Eo chán Huy. Eo chán Huy. Đâu rồi? Trời ơi, thôi. Tối ngày cái nhảy nhót hoài à. Hình cổ này nó dán tùm lum tới ta là. Ngồi xuống ăn cơm. Mẻo nữa xúc phạm thường được của con à. Xúc phạm cái gì mà xúc phạm? Tối ngày cứ vậy tao nói rồi nha, học không lo học đi, rồi có ngày rớt không ai vớt đâu nha không con. Nè, ăn cơm thịt kho trứng nè con, ngon lắm nè. Món này con thích nè. À, gì tôi vậy? Ăn cơm trộn với kim chi à. Trời đất ơi, tối ngày cứ kim chi. Mày thần tượng cái mấy cái thằng đó lắm phải không? Thần tượng con mà mẹ mệt mẹ quá à. Dân mẹ hỏi nè, mấy cái thằng đó đó không? Hai cái thằng mà thần tượng hăng xuân chi gì của mày đó, em treo gì đó. Nếu mà giữa tao và thằng đó mà rớt xuống sông mày vớt ai? Mẹ hỏi gì kỳ quá à. Dĩ nhiên con vớt ảnh rồi, lại vớt mẹ. Trời đất ơi, đồ bất hiếu. Dẹp. Nó học hành. Ăn cơm. Trời đất ơi, vậy hả? Mà con Mai á, tôi thấy là nó lo chăm chỉ học hành lắm mà sao giờ kỳ vậy ha? Thì bởi vậy mới nói, con tôi nó ngoan lắm chứ có phải đâu mà như vậy, đúng không anh? Ừ. Trời ơi, bây giờ là không thể nói được luôn á. Tối ngày suốt ngày nó cứ mê ba cái thần tượng của nó rồi nó bỏ học, bỏ ăn, bỏ uống. Nó mặc đồ á, nó cũng biểu tôi là phải mặc làm sao, Mai mua đồ làm sao giống như thần tượng của nó. Nó ăn cơm cũng phải giống như thần tượng của nó. Lý do tại sao nó bỏ đi? Thì cái chuyện nó như vậy nè. Nữa hả? Mẹ ơi, mẹ, cái gì vậy? Đây đây con nói nghe nè. Trời, mày định đi đâu vậy? Mày xách cái đống đồ đi đâu đây? Mẹ cho con 15 triệu. Cái gì? 15 triệu hả? Đi làm gì? Con mua vé đi Nha Trang coi oppa của con hát. Không có cho, ở nhà, lo ăn học. Trời đất ơi, con gái gì mà đừng... Ôi, con không đi à. Mày muốn đi đúng không? À. Muốn đi tự đi, không cho một đồng xu. Đi! Mẹ đuổi con đi phải không? Không. Mẹ đuổi nha. Con đi luôn cho mẹ coi. Mày đi thiệt vậy đó hả? Trời ơi là trời. Con với cái thiệt được nuôi nó từng lớn mình nó chỉ đó. Mày về đây tao biểu không? À thì ra là như vậy. Thôi được rồi chị ơi. Mà con cái mà nó bỏ đi kiểu này vậy. Thôi bây giờ nè, tôi chở chị đi tìm nó. Anh chở tôi đi tìm nghe anh. Mà, lỗi là do tôi hết trơn. Thôi bây giờ anh nên làm ơn anh giúp giùm tôi nha anh Tám. Đi anh ơi. Tìm nó về đi chứ còn nó để cho nó đi. Mẹ Trời ơi con gái của tôi chứ không phải ma. Xích ra coi. Con ơi con ngồi xuống đây con ơi. Con ơi sao vậy con? Sao mà con sơ sát vậy con? Mai phải không? Mày trời, sao mà con ra nông nổi gì? Nói con Tám nghe coi. Tại hôm bữa con xin tiền mẹ đi Nha Trang, mẹ không cho. Con lấy hết quần áo của con á, con đem bán. Con mua vé để con ra Nha Trang coi cái anh Eo Chán Huy hát. Mà con ra ngoại á, người ta nói là ảnh bận công chuyện gì, ảnh đi về nước rồi. Rồi con không còn tiền gì trong người hết trơn á. Rồi sao? Rồi con còn bị hai cái anh kia hả? Anh nào? Nó hại đời con hả? Nói bậy không à? Đừng nói vậy, hai anh nào hại? Sao con hai anh đó làm sao? Mẹ chú Tám từ từ. Hai anh đó làm vậy nè.
xong cướp tiền của cô đâu. Tiền? Ừ. À gì chứ cướp gì vậy? Tôi không có gì. Đứng lên. Đứng lên. Sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền đó đó. Sợi dây chuyền sao? Quay. Làm tôi giật mình. Sợi dây chuyền của anh Eo Trắng Huy tặng cho tôi mà. À, cái sợi dây chuyền này là tặng cho Han nè. Hiếm lắm đó. Tặng cô đó hả? Dạ, mà... em là fan của ảnh mà. Tôi nói cô nghe. Dạ. Cô đừng có lo. Hai tôi làm cỏ thằng kia kìa. Thấy cô đi ngang đeo sợi dây chuyền đẹp quá à. Hình như là cái sợi dây chuyền này là của Eo Trắng Huy tặng phải không? Đúng, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Phải không? Dạ đúng. Tụi tôi cũng thần tượng Eo Trắng Huy lắm. Nhưng mà mấy lần á là không được Eo Trắng Huy tặng quà kỷ niệm. Cho nên lần này á tôi có ý vậy nè. Cô bán lại cho tôi cái sợi dây chuyền này đi. Để mai mốt tôi khoe với bạn bè tôi là Eo Trắng Huy tặng. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi bán đi, bán đi. Nhưng mà em cũng thích sợi dây chuyền này lắm. Bán đi mà, bán đi. Giá bao nhiêu tôi cũng mua đó. Giá nhiêu tụi tôi cũng mua đó. Bán đi nha, bán đi. Đấy, đấy. Mày suy nghĩ lâu quá tôi giật à. Bán hả? Dạ bán. Rồi bán quyết định. Cô nói đi, nhiêu? Bao nhiêu cũng mua hết á. Một vé đi Sài Gòn nha. Một vé đi Sài Gòn? Dạ. À, máy bay hay là tàu lửa? Máy bay đi. Máy bay? Rồi quyết định vậy đi. Tôi sẽ mua sợi dây chuyền này một vé, mà vé về bằng xe đò từ đây về Sài Gòn. Ủa sao nãy anh nói máy bay mà? Không có đâu. Quyết định đi, bán hay không bán? Bán đi. Bán, miễn về Sài Gòn là được rồi. Trời ơi, chuyện là vậy đó hả con? Trời, vậy là cũng may lắm rồi. Nếu con mà lỡ có chuyện gì chắc mẹ không tha được cho mình đâu. Thôi vậy thì cũng may mắn hơn con hả? Không phải lỗi của mẹ đâu, lỗi của con đó. Tại con lo ham mê thần tượng vậy đó. Con làm cho mẹ buồn. Con xin lỗi mẹ. Thôi được rồi con ơi. Bây giờ tôi nói cho chị với lại cháu nó biết luôn là gì. Thần tượng á thì không ai cấm hết con à. Con có quyền, cái đó con có quyền của con nha. Nhưng mà thần tượng cái người nó như thế nào, người nó phải tốt. Chứ đừng có thần tượng theo cái kiểu mà giống như là họ nói là họ dùng cái từ là nó mù luôn á, mù quáng luôn. Không được. Chị à, còn chị nữa. Con mình nó thần tượng cái anh ca sĩ đó, cái cô diễn viên đó. Mà ở ngoài đời họ tốt, mình vẫn cho con mình thần tượng. Để chi nó học theo cái tốt, học theo cái giỏi, cái hay. Tôi thì tôi thần tượng ai chị biết không? Ai? Tôi thần tượng cái gì ta? Ừ. Cái gì, cái ông gì mà diễn viên cũng nổi tiếng lắm. Ông đó. Nào? Trời ơi, suốt đời đi làm nghề nghệ thuật mà đi làm từ thiện không. Ồ. Có bao nhiêu tiền là làm từ thiện, mà còn không có tiền thì kêu gọi mọi người làm từ thiện. Thấy không? Đó, mình thần tượng những con người như vậy đó. Thấy không? Họ trên sân khấu, trên phim ảnh họ là cái gì không cần biết, mình mê người ta rồi. Nhưng mình phải mê người ta cái ngoài đời, cái cách sống của người ta nữa. Chị phải nghiên cứu cái đó lại nha chị. Không có cấm con. Nhưng mà thần tượng cái nào nó đúng nha. Đừng có thần tượng nó trật thì nó không hay. Đó, bài học cho chị đó, mà cũng bài học cho cháu nó luôn. Đó, con nghe rồi, bác Tám nói chưa? Rồi cũng cảm ơn anh. Nhờ anh này, giống như anh cũng có ý kiến này nọ nên là mẹ con tôi hiểu được chuyện. Thôi bây giờ sẵn đây nè. Khoan, bây giờ có đi không? Đi tôi chở đi chứ. Đi đâu nữa, nó về rồi. Trời, vậy là sáng giờ ngồi đây là chết á. Không, sở hữu hay không? Trời ơi, thì đã anh đã nói là anh là người đã từng làm từ thiện rồi. Sống có tâm mà biết kệ thần tượng người những người từ thiện thì anh còn hơn nữa. Vậy này từ thiện nữa hả? Ừ. Thì thôi nè, thôi giờ nè tôi từ thiện lại nè. Sẵn có anh đây, không? Rồi cái má dọn cơm, má mời bác Tám ăn luôn nha con ha. Dạ. Rồi cái má nè, má sẵn sàng luôn, má trộn kim chi trong cái cơm má cho con ăn luôn nha con. À, mẹ cũng sợ món đó lắm, con không ăn nữa được. Con thèm ăn thịt có trứng của mẹ. Trời đất ơi, sợ gì nữa, đã có sẵn rồi không ăn rồi giờ món kim chi đó ai ăn? Tôi không phải là đi chăn heo, mà tôi đúng là đi chăn dê.